Chào cả nhà nha. À, Quán Nhiêu Môn Cần Thơ cũng như là YouTube của Má Nhi. À, hôm nay là mùng 1 Tết thì cũng là lời đầu tiên chúc tất cả anh chị em khán giả của Má Nhi Ông Môn là một năm mới nhiều thành công, nhiều thắng lợi và vạn sự như ý nha. Rồi ta bây giờ hôm nay thì để mình giới thiệu cho các bạn, đây là mùng 1 Tết thì chỉ có những người thân giống như gia đình. Đây là chị Thiên, chị Kim Thiên từ Cần Thơ đến. Đây là chị cô cậu ruột cùng với mình nha. Chị lên đây trên quán của em. Năm nay chị thấy em trang trí đẹp không? Ồ, năm nay là Quán Nhi trang trí rất là xuất sắc nha. Gì đó hả? Đi qua tới bên Sa Đéc rồi tất cả các loại hoa đẹp về nữa nha. Đúng rồi. Với lại là tại vì mùng 1 Tết thì mấy chị gia đình của chị á cũng đi lên trên Ông Môn, rồi có cố ý là đi lên thăm ông bà đồ cô bác đồ trên đó, rồi về đây thì gia đình cũng ghé Quán Nhi để chúc Tết cho em và cho cả gia đình thưởng thức những món ngon mà Quán Nhi đã từng đưa lên YouTube. Đây các bạn, đây ơi, là cá gì? Cá tai tượng, cá tai tượng. Tại vì Tết đến thì mình phải cho mấy chị mình ăn những cái món ăn có cái tên rất đẹp. Cá tai tượng nha các bạn. Rồi cá linh. Cá linh để khi mà chị mình ăn rồi là trong một cái năm rất là linh, chị gái sẽ có tiền, có giấy vàng, có vàng nha. Ok. Sức khỏe dồi dào thì có dồi dào. Rồi em chúc chị và gia đình của mình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an, phát tài phát lộc. Được bao nhiêu đó là cũng đủ rồi phải không chị? Rồi thôi vạn sự như ý cho nó đi. Bây giờ nè, đại gia đình của chị đại diện cho đại gia đình của chị là chúc lại cho gia đình em là coi như vạn sự như ý, quán thì lúc nào cũng đông khách. Rồi cảm ơn chị nhiều. Rồi cảm ơn con trai nha. Đây là con trai của bà chị, đây là cháu dâu. Rồi bây giờ con có gì chúc dì Nhi không? Nói coi. Rồi năm mới con chúc cho dì Nhi là vợ dồi sức khỏe, trẻ mãi không già. Rồi cảm ơn con. Thôi dì Nhi cũng chúc vợ chồng con vui vẻ hạnh phúc nha. Làm đâu được đó, vạn sự như ý. Rồi đây là mình sẽ còn bà chị nữa đây. Bà chị xinh đẹp nhất nhà của mình, của cậu Tư mình đây. Đó, chị Cương, chị Kim Cương nha các bạn. Nếu mà nói mùng 1 Tết mà chị Kim Cương đến cái nhà mình là quyết định là năm nay là Má Nhi của mấy đứa nó sẽ là có một cái hộp kim cương mới lớn bằng ngón tay luôn. Ngày xưa là mình nói là nhà của cậu Tư của mình là con gái út, là chị Kim Cương là đẹp nhất nhà. Còn mình là con của ai nói coi? Con của cô Sáu. Rồi sao? Cũng đẹp nhất nha. Má mình cũng là đẹp nhất nhà. Đúng rồi. Tại vì nói chung là dòng họ Trần á, những người nào là con út là rất là đẹp. 5-6 gia đình đều có con út đẹp hết. Đây, chị điển hình là đây. Đây. Đây điển hình là con cậu Tư, là chị Kim Cương là đẹp nhất nhà. Còn đây là con của cô Sáu thì cũng là út luôn, cũng có thể là giống vậy á. Rồi thôi cả nhà là chị mấy bà chị mình đây. Thôi là chị Hai đi thay diện cho đây. Đây chị, đây là chị Hai nha. Chị Hai lớn nhất trong nhà của cậu Tư. Chị là chị Kim Phiên. Thôi bây giờ năm mới nha, em gái chúc chị Hai dồi dào sức khỏe, gia đình thì hạnh phúc, con cháu thì hiếu thảo nha chị Hai. Chị cũng chúc em sang năm mới quán được đông người, cho đắt khách, và có nhiều sức khỏe đặng đi chỗ này chỗ kia chơi vậy đó ha. Đặc biệt là đi từ thiện nhiều chỗ nhiều chỗ. Đúng rồi vậy đó. Thôi bây giờ chị em mình ăn nãy giờ chị ăn thấy ngon miệng không? Ngon Quán hả? Nhi là ngon miệng lắm đó. Mà anh chị em đều lại Quán Nhi nghe. Rồi nãy giờ chị có đi chụp hình chỗ nào chưa? Ở Quán Nhi có nhiều điểm để chụp hình lắm á. Thì đó hả? Mà anh chị em đều cũng đi tới Quán Nhi một lần cho biết. Trời ơi hay quá.
Vậy đúng hai tôi là xuất sắc luôn đó. Chụp hình nè, ăn các món ngon nè. À, biết quảng cáo cho em gái nữa trời ơi. Thôi bây giờ là em cũng chúc chị hai một lần nữa nha. Chị hai là thật là nhiều sức khỏe, con cháu hiếu thảo, vui vẻ hạnh phúc rồi. Chúc cho chị vạn sự như ý nha chị hai. Rồi, bây giờ chị em mình bây giờ đến đây là thôi cũng xin kết thúc video. À như vậy là còn cái gia đình của cậu Năm. À đúng rồi, thôi giờ mình cũng xin đi xuống gia đình cậu Năm chút nữa nha. Rồi thôi em chào mấy chị nha. Rồi. Để chút xíu em lên nghe anh Kiên ơi. Lại chào cái gia đình này cái nữa mới được. Mùng một Tết mà khách đỏ đến với Quán Nhi thì là người thân hết đó chị. Em xin chào tất cả gia đình nha. Rồi cảm ơn gia đình của các con cùng với anh chị nha. Năm mới, năm Giáp Thìn 2024 là một cái năm mới. Em chúc anh chị cùng gia đình vạn sự như ý nè, vui vẻ hạnh phúc nè. Là làm ăn thì phát tài nha. Còn cô Nhi thì chúc cho các cháu là tụi con còn nhỏ là một năm mới thành công mới, thắng lợi mới. Được rồi phải không các con? Rồi. Ơi, cảm ơn chị. Đại diện gia đình chúc cho chủ quán ba mua mai bán đất nha. Dạ. Có chúc bà chủ quán trẻ mãi không già. Dạ. 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 Quên câu đó. Em thích câu đó nhất. Vậy ha. Dạ dạ. Thôi để quá đẹp quá. Để cháu mình nó chúc đây đây, chúc cho Chu Nhi một cái lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc con năm mới là làm ăn phát tài. Xinh đẹp mãi luôn. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi. Lúc nào cũng đông khách. Thôi một lần nữa cũng xin chúc gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nha. Dạ. Chào anh chị với các em. Còn một cái tum nữa cũng của bà con lên ủng hộ. Hôm nay là bà con không à, chỉ có gia đình của các cháu là khách, nhưng mà hôm nay cũng nhận bà con luôn. Tại vì mùng 1 Tết đến ủng hộ là bà con. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đi xuống một cái tum. Cái tum này gọi là cái tum 18 nha. Đây là cũng anh chị, cũng bà con, dòng họ bên mẹ. Một năm như vậy là ủng hộ cũng rất là nhiều. Hôm nay mùng 1 Tết thì anh chị với các cháu cũng đến để ủng hộ. Chút mình sẽ giới thiệu cho các bạn anh chị của mình và các cháu rất là đẹp nha. Bà chị mình thì đẹp lão, còn các cháu mình thì đẹp trai, đẹp gái. Anh ăn ngon không anh? Dạ, anh thấy em gái của anh nè bữa nay xinh đẹp không? Lúc nào cũng đẹp hết trơn. Dạ. Lúc nào em gái của anh cũng đẹp hết trơn phải không? Ông anh của mình cũng yếu rồi, nhưng mà là không thể nào bỏ những cái món ngon của em gái mình nấu. Mình ra một năm lên mấy lần vậy đó nghe các bạn. Còn đây bà chị dâu mình đây. Chị dâu xinh đẹp, cho em gắn này vô để chị dâu nói chuyện cho nó hay nha. Đây chị dâu của mình rất là đẹp. Năm nay chị nhiêu tuổi em quên rồi? Mới 69 à. Ôi anh à, sao anh có phước kiểu vậy anh. Chị của em là trẻ mãi không già luôn. Ông anh của mình là sự thật là có phước hay chị. Được vợ đẹp rồi con ngoan. Quả trời luôn. Cái này là con gái con dâu em? Gái. Con gái. Con gái, tại vì con ở nước nào? Dạ Úc. Con ở nước Úc, thành ra lâu lâu con về. Hai vợ chồng con lên lần thì cô Nhi đó thì mới đầu nó, ủa cái thằng nhỏ này nó ở Cần Thơ mà sao nó giống Việt Kiều quá. Đây là con trai. Con trai của anh với chị. Để mình cũng giới thiệu dài dài hết trơn nha. Đây là bà chị mấy em, phải mấy em hả, mấy chị ta, mấy chị hả, anh chị, đúng rồi, bà con dòng họ, cho nên nó là cũng hơi quên vụ này. Không sao, khán giả cũng không buồn đâu. Bây giờ đây cũng là anh em ruột không trong một cái gia đình nha các bạn. Đó, đây cũng là chị
anh ghế à. Đúng rồi, rồi đây cũng cháu, tất cả trong một cái gia đình của ông anh mình nha. Rồi thôi cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi thôi bây giờ gì đây, chúc đại gia đình của mình ngày hôm nay là một năm mới vui vẻ hạnh phúc nè. Rồi sức khỏe dồi dào nè. Thành công mới, thắng lợi mới, vạn sự như ý nha. Chúc đầy đủ hết. Chị chúc đại diện cô ba chúc. Đại diện cô ba chúc đi. Chị qua đây, chị qua đây, chị chúc qua đây. Chị đứng đứng kế cái mic này nè, đặng chị chúc cho em gái chị. Đây đây đây. Cô Nhi lấy đại diện gia đình. Đây qua đây chị này là lớn nhất nha. Rồi bà chị tôi là lớn nhất trong gia đình. Chị lớn hơn ông anh nói luôn nữa đó nha. Chị là chị cái ông anh đó ha. Đúng rồi. Rồi năm mới á, chị chúc hai vợ chồng Nhi là hạnh phúc, vui vẻ, được nhiều sức khỏe. Còn chuyện kinh doanh á thì bán đắt, khách hàng vô ào ào ào. Nước nước luôn. Nước nước luôn. Đó, đó. Đúng ra là cái đội ngũ này hả, nấu ăn rất là ngon. Dạ. Phải khen là như vậy, ăn mấy chỗ khác rồi không bằng. Ở dạ đây ngon. Chị. Chứ đừng có nghĩ là em gái của mình rồi khen nghe. Không đi. Phải, không phải. Tại vì nó nhiều hợp với lắm. Nhiều người khen lắm. Dạ, chị hả giới thiệu rồi kia lại đây nè. Dạ. Đó. Dạ. Em mình đó. Dạ. Hay. Dạ. Đó. Đây nè, đây nè, dẫn đây lại nè. Cháu rể ở Úc. Cháu rể nè. Mà cháu rể ăn thấy sao cháu rể? Quá ngon. Quá ngon. Nhóm mà lên với con hoài ở Mỹ về đó, cái con lên đây dẫn lên giờ lên nhiều con nữa vậy đó hả? Rồi, cảm ơn cái nhóm mà đông đông á, nhóm đông đông đó. Bây giờ em hỏi chị cái nè, năm nay chị của mình bao nhiêu tuổi cho khán giả của Quán Nhi biết coi. Chị là lớn tuổi lắm rồi nha. Nhiều 75 tuổi rồi. À, các bạn ơi, chị của mình đây 75 tuổi. 75 tuổi rồi. Nhưng mà lý do mà tại sao 75 tuổi mà chị mình trẻ mãi không già, các bạn có biết chưa? Có một cái bí mật. Rồi, thường nữa. Là chị ruột mình không có gia đình. Càng ngày là càng đẹp ra. Sống lạc quan, yêu đời. Dạ, trời quá trời luôn. Thôi bây giờ mấy chị em mình xin chào khán giả của Quán Nhi đi nha. Rồi con gái có chúc gì không? Con gái. Con gái chúc dì Nhi gì? Chúc đi con cứ... con đứng lên con chúc dì Nhi cái nữa đi. Cô Nhi. Rồi chị đứng đây với em mỗi nha. Mỗi con về là con phải ghé cô Nhi ăn. Đó. Tại vì đồ ăn ở đây rất là ngon. Rồi năm mới con chúc cô Nhi được làm ăn phát tài, rồi dạ sức khỏe, trẻ đẹp. Quá dữ luôn. Dạng sự như ý luôn. Dạ. Cháu giống mẹ, đây mẹ đây. Mẹ đẹp gái, cháu giống mẹ, vừa phúc hậu, vừa dễ thương. Cho nên nó là gặp một ông xã đó cũng đẹp trai luôn, cũng phúc hậu luôn, dễ thương luôn. Thôi bây giờ cô Nhi chúc cho vợ chồng con một năm mới, năm thìn vui vẻ nè, hạnh phúc nè, thành công mọi việc. Dạ, cảm ơn cô. Rồi thôi giờ cô cháu mình cũng xin chào. Ôi mấy em. Rồi mấy chị em chưa tân ơi, qua với chị Nhi chào khách cái đi chị nè. Rồi thôi chào nha.